Bài hôm nay thì nói về cái ứng dụng của các cái một số cái xét nghiệm sinh học phân tử, mà cụ thể là một số các xét nghiệm về đột biến gen, mà cụ thể hơn nữa là một số các đột biến gen EGFR, RAS, và cho cái mục đích chẩn đoán và đặc biệt là cho mục đích điều trị cho hai cái nhóm bệnh mà tương đối phổ biến, đó là ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư đại trực tràng. Thế thì cũng phải chia sẻ thật là thế này, Như tất cả anh chị em mình đều biết thì tôi là một nhà lâm sàng. Đấy, thì nhà lâm sàng, nhưng mà gốc gác thì học về nội trú về miễn dịch lâm sàng, sau đó thì do số phận đưa đẩy xong rồi chuyển sang ngành ung thư, thì cũng 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 và cái miễn dịch lâm sàng nó cứ đeo bám mãi cho đến tận bây giờ, và chính vì thế mà trong suốt quá trình làm bên về mai cũng học ở nước ngoài cũng trong nước các thứ, thì mới thành lập ra bên cạnh vấn đề về ung thư lâm sàng chẩn đoán chung của bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi thành lập thêm một cái đơn vị gen, trị liệu, trong đó có một cái phần rất lớn đó là cái phần phần về về sinh học phân tử xác định các đột biến gen. Đấy, thế thì hôm nay thì góc nhìn của người làm về lâm sàng nói về cái giá trị của các cái đột biến một số các đột biến gen mà ứng dụng trong lâm sàng, mà cụ thể cụ thể hơn đó là trong ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Đấy là cái nội hàm hôm nay chúng ta cùng chia sẻ như vậy. Trước hết thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau về thông tin về các cái xét nghiệm về các cái vai trò hay cái giá trị của cái đột biến gen EGFR trong chẩn đoán và điều trị ung trị. thư phổi. Cụ thể đây phải ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đó. Thế thì Thôi đây là thông tin mang tính chất là dẫn nhập thôi. Thì hiện nay như chúng ta đều biết ở Việt Nam, thế giới thì đối với nam giới ung thư phổi vẫn là ung thư đứng hàng đầu, và vẫn là cái tỷ lệ có tử vong, tỷ lệ đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ mắc, mới mắc và tỷ lệ tử vong rất là cao. Có thể nói là chúng ta thấy là một năm còn hơn 21.000, và tử vong hai con số này nó càng gần nhau thì nói lên, là một cái vấn đề rất lớn về mặt sức khỏe, đặc biệt là trong công tác phòng chống ung thư. nói cách khác là hiện nay tỷ lệ Trong bất cứ một quốc gia nào mà ta quan tâm đến tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, có thể là tỷ lệ mắc hàng năm rất cao nhưng không phải là sợ, chính cao đấy là cái tốt, điều đó có nghĩa là khả năng phát hiện sớm tốt, nhưng quan trọng nhất là cái tỷ lệ tử vong có thấp không. Nếu mà tỷ lệ tử vong cao, à tỷ lệ mắc mới cao, những tỷ lệ phong thấp thì đấy là một thành quả vĩ đại của bất cứ một quốc gia nào trong phòng chống ung thư, có nghĩa là phát hiện càng, nhiều càng tốt và càng sớm thì chữa được càng cao, nhưng như ở chúng ta thì tỷ lệ mắc rất cao và tỷ lệ chết cũng vô cùng cao. thì đấy là một vấn đề, điều này nó rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược chẩn đoán điều trị. Và đặc biệt là các bệnh viện mới và có cái uy tín lớn và có cái gọi là có cái tiềm năng lớn thì những Thông tin này là thông tin rất quan trọng trong việc hoạch định. Bởi lẽ là ung thư thì có rất nhiều loại, nhưng mà nếu như chúng ta đi vào focus vào những loại ung thư nào mà tần suất gặp hay là trong xã hội gặp nhiều, trong quần thể của dân chúng cao thì đấy là cái hướng đi, tức là có nhu cầu của xã hội, thì ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi nói chung và ung thư phổi không tế bào nhỏ đang là một vấn đề nóng hiện nay mà chúng ta cần phải quan tâm để cả về công tác chẩn đoán và điều trị. Đấy cũng là lý do tại sao mà chúng tôi chọn là ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ. thế thì trong những năm vừa rồi có thể nói hầu hết Tất cả các kỹ thuật chẩn đoán tiến bộ ở trên thế giới thì chúng ta đã tiệm cận được về mặt sinh học, về mặt mô bình học, rồi hóa mô miễn dịch, rồi các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Thì hiện nay thì kỹ thuật chẩn đoán tích hợp thì thì có CT PET chúng ta đã có, và Bạch Mai là một trong nơi đầu tiên có cái này, và chúng ta chỉ có duy nhất thiếu là PET MRI. PET MRI hiện nay là Việt Nam chưa có, còn nếu so với thế giới thì chúng ta chỉ thiếu về chẩn đoán hình ảnh PET MRI thôi, còn tất cả cái khác đều có cả, và đặc biệt là các cái Kỹ thuật sinh học phân tử có thể nói một câu như thế này, đối với ung thư nói riêng và một số lĩnh vực sâu khác nữa, thì ai làm chủ phần sinh học phân tử thì người đó làm chủ cuộc chơi. Câu nghe nó hơi hơi gọi là bay bổng nhưng thực chất nó là như thế. Bởi lẽ sau này chúng ta thấy là tí nữa chúng ta sẽ thấy là chúng ta không thể thay thế phẫu thuật được, chúng ta không thể thay thế xạ trị, không thể thay hóa trị được,
Nhưng chúng ta có thêm một phương pháp điều trị mới, đó là điều trị đích và điều trị miễn dịch. Nó sẽ bổ khuyết cho những trường hợp mà không thể phẫu thuật được, hoặc làm phẫu thuật tái phát, không, hoặc là những trường hợp đã xạ trị không lại tái phát, hoặc là không thể xạ trị, hoặc là những trường hợp đã tái phát với hóa trị vân vân và vân vân. Thì có thêm một công cụ nữa chính là sinh học phân tử, nó là các xét nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến nó. Như vậy ở đây hiện nay thì đối với ung thư phổi, chúng ta chỉ điều trị theo hướng đa mô thức, một là tại chỗ là phẫu thuật hay là xạ trị, hai là toàn thân hóa trị, và bây giờ chúng ta có thêm một nhóm nữa, đó là điều trị đích, điều trị miễn dịch. Và hôm nay chúng ta nói nhiều về điều trị đích và điều trị miễn dịch. Điều trị đích là chính. Và hiện nay thì tất cả những cái này là thông tin nó rất là kinh điển rồi, tôi cũng không nói nhiều. Như hiện nay thì đây chúng ta thấy là có ba cái thể mà hàng đối ung thư phổi, ung thư bào nhỏ, ung thư biểu mô tuyến, ung thư vẩy và một số cái khác. Thì tất cả những cái này thì nó sẽ liên quan. Cận đây là trước kia chúng ta chỉ dừng lại ở cái mô bệnh học thế này thôi, và chúng ta không có khái niệm gì về cái này cả. Đấy, tất cả những cái đột biến gen, tất cả những cái này là chúng ta không làm. Chỉ hơn 10 năm nay thì chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái này. Và từ trước là chúng ta chỉ dừng lại đây, và chúng ta chỉ hóa trị, xạ trị, rồi điều trị toàn thân vân vân. Và chúng ta dừng lại, và cuối cùng chúng ta thấy nó không thành công, và bị thất bại rất nhiều, kháng lại rất nhiều. Chính vì thế người ta đi thêm một cái mảng nữa, đó là sinh học phân tử, xác định các đột biến gen. Đó. Để từ đó có cơ sở khoa học, cũng như là cơ sở pháp lý, cũng như là cơ sở thực tiễn để chúng ta có những phương pháp điều trị đích và điều trị miễn dịch sau này. Chúng ta đã bắt đầu đi sâu vào một cái gen, đó là EGFR. Chúng ta tạm dịch là thụ thể, đây là tiếng Anh ấy. Tôi dừng lại về ngữ nghĩa một chút. Có rất nhiều cách để dịch. Receptor đương nhiên phải dịch là thụ thể rồi. Yếu tố tăng trưởng biểu bì, có nhiều người dịch là biểu mô, người biểu bì, thế nào cũng được. Nhưng tí nữa chúng ta xem cái nội hàm của nó. Đấy, thế thì cái mà hay dùng là biểu bì, nhưng có người là biểu mô thì nó cũng không sai. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy, từ giờ trở đi thì hiện nay thì cũng giống như CT, cái thuật ngữ ấy, cũng giống như là cùng hưởng từ. Thì bây giờ cơ quan bảo hiểm, tất cả thứ chúng tôi làm với các văn bản và để được bảo hiểm chi trả, rồi các cái thuật ngữ mà Bộ Y tế cho luật thì là dùng từ EGFR. Đấy, và chúng ta cứ nói EGFR là được. Vậy EGFR, thế thì trước hết chúng ta có một chút về mặt lịch sử một tí. Thế thì cái thụ thể, yếu tố tăng trưởng biểu bì này hay là biểu mô này, thì nó chỉ là một họ, tức là một thành viên trong một họ, các gia đình của các cái thụ thể tyrosine kinase. Đấy, tức là chúng ta hình dung nó chỉ là một thành viên trong một cái gia đình. Mà các thành viên trong một gia đình này gồm có các thụ thể sau đây, đó là EGFR hay còn gọi là HER1, hoặc là một thành viên thứ hai chúng ta hay gọi là HER2 đây, và thành viên thứ ba là HER3, và cuối cùng là HER4. Như vậy chúng ta thấy là EGFR chỉ là một trong số một trong số các thành viên của cái thụ thể này. Và tại sao lại người ta chỉ nói nhiều đến ông cổ EGFR này, thì chúng ta sẽ thấy. Vậy EGFR là gì? Bản chất nó là một protein, mà protein này là một protein xuyên màng tế bào, nó cắm từ ngoài vào trong. Đấy. Và bản chất nó là một cái receptor hay còn gọi là thụ thể. Đó. Mà nó có hai tên gọi, hoặc là đây là cái tên của nó, tên khoa học ít dùng, hoặc là HER1. Nhưng mà trong thực hành lâm sàng người ta gọi là EGFR. Đấy. Và giả sử chúng ta đọc thấy các tài liệu nào thì đây vẫn là EGFR thôi. Đó. Nó là một protein, nhưng thực chất là glycoprotein với xuyên màng với khoảng hơn 1.000 acid amin. Đấy, để tôi cứ nói qua về mặt lý thuyết tí đã. Và điều đặc biệt là năm 1986, cái người mà tìm ra các cái EGFR, và đặc biệt là tìm ra các cái thụ thể ở các cái yếu tố tăng trưởng biểu bì, chúng ta đừng nhầm lẫn nhé, yếu tố tăng trưởng biểu bì và cái thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì, hai cái này được phát hiện bởi hai nhà khoa học Cohen và ông Montasini. Hai người này được đồng giải thưởng Nobel năm 1986 nhờ việc khám phá ra các cái yếu tố tăng trưởng biểu bì và yếu tố tăng trưởng nói chung và cái thụ thể này. Đấy, chúng ta thấy chỉ một cái này thôi, và chúng ta thấy nó có một giá trị thực tiễn và ý nghĩa
ứng dụng trong lâm sàng nó lớn đến mức là được giải thưởng Nobel, và chả còn vì thế mà chả có lý do gì chúng ta lại không làm tìm hiểu nó và không đưa nó vào trong ứng dụng lâm sàng đấy, và cũng là một trong lý do mà tại sao chiều nay chúng ta lại nói về cái chuyện IGBA để chúng ta thấy là cái ứng dụng lâm sàng. Bệnh viện Bạch Mai cũng rất là vui và có thể gọi là được đôi chút phần tự hào. Và có phó giáo sư Hồ đây, một trong những bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được xác định bằng kỹ thuật tại cái đơn vị gen trị liệu bệnh viện Bạch Mai, một trong đơn vị đầu tiên của Việt Nam xác định được đột biến IGBA là tại bệnh viện Bạch Mai, và bệnh nhân đầu tiên đó nằm ở khoa trung tâm hô hấp ngày xưa mà chỗ anh Hồi làm đấy, là chúng tôi làm, và trở thành người lịch sử, và hiện nay cũng là trở thành một trong nơi đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để xác định đột biến gen này. Cấu tạo một chút, nói qua một chút thôi, cái này thì chúng ta cũng không quan tâm, bản thân nó là một cái protein xuyên màng, cái màu vàng vàng đây là được mô hình hóa coi như là màng tế bào, và một cái protein này khi xuyên màng thì nó có ba chuỗi, đây là một chuỗi xoắn alpha được xuyên qua màng, tức là có một phần nổi ở ngoài màng tế bào này, một phần xuyên qua màng và một phần ở dưới màng tế bào. Cái này rất quan trọng, tí này tí nữa sẽ có từng chức năng một của cái vùng này. Và một nhóm thứ hai là một cái chuỗi xoắn khác protein, và một cái nữa là một chuỗi beta, và ba cái chuỗi này nó tạo ra một hình ảnh không gian ba chiều như thế này, cùng mô hình tinh thể của nó là như thế này thôi, cái này chúng ta biết thôi. Đây là cái sơ đồ một cái mô hình sinh học mà chúng ta cần lưu ý. Đây là cái màng, chúng ta phần xuyên qua màng, phần nổi ở phía trên phần này đấy ạ. Thì phần này gồm gọi là cấu trúc của nó, cấu trúc ở bên này có 3 phần. Một là phần ngoại bào, tức là phần trên màng tế bào. Chính cái receptor đây, chính là ngoài tế bào, màng tế bào. Đấy. Đây là cái miền để kết hợp với các cái phối tử, tức là ví dụ như cái này như là kháng cái receptor thì giống như một cái ổ khóa đấy. Và nơi để gắn với các cái phối tử giống như là chìa khóa, đây là cái vùng phía bên ngoài rất quan trọng. Phần thứ hai là phần xuyên qua màng, đây phần qua màng, và một phần nữa là dưới màng, tức là nằm trong nguyên sinh chất, và nó sẽ kết hợp với một loạt các cái gốc tyrosine, và các tyrosine này sẽ được phosphorylin hóa một cách tự động. Đấy, chúng ta cái gọi là cái cấu trúc nôm na nó là như vậy, thì chúng ta cũng không cần quá sâu vào cái này. Cái này sẽ dành cho các bạn làm về xét nghiệm và sinh học phân tử, còn nhà lâm sàng chúng ta biết thế là tốt lắm rồi. Ký hơn một chút, đây là chúng ta thấy đây là cái phần màng tế bào, phần lòng này là một mô hình hóa của cái màng tế bào, đây là phần nổi ở phía trên, và chúng ta thấy là giống như là cái ổ khóa đây, đây chính là cái IGBA ở phần ngoại bào, toàn bộ phần này phần ngoại bào đấy, và cái phần xanh xanh IGF đây là yếu tố tăng trưởng biểu bì, là yếu tố tăng trưởng, tức là cái người mà phát minh ra tìm được cái IGBA này, IGF này, và cái IGBA này được giải thưởng Nobel là cái này đây này, cả cái này đây. Đấy. Thế ở đây ý, cái phần ngoài này nó có hai cái vùng rất quan trọng, vùng L1, vùng L2 này, đó là cái vùng liên kết để giúp cho quá trình gắn với cái phối tử, tức là giống với kháng, nếu đây là kháng nguyên thì đây, thì đây là kháng thể, đấy là phối tử đấy, được gắn cái này, đấy. Và có hai cái vùng nữa là CR1 và CR2, đó là hai cái vùng mà rất giàu cysteine, nó giúp cho việc định vị, giúp cho việc cấu trúc là làm sao mà cho giúp cho quá trình gắn của cái receptor này với các cái yếu tố tăng trưởng đó, cái này là cái rất quan trọng. Còn phía dưới này thì giờ nó là phần dùng của tyrosine kinase, tức là có rất nhiều các cụ thể dưới này đấy, và nó chính là các được sẽ được phosphorylin hóa đấy, và cái cấu trúc này nó rất quan trọng, và nó sẽ đi suốt trong câu chuyện của chúng ta xong từ giờ đến cuối. Và đây là một cái cấu trúc mà bên trong bên ngoài giống đây là dưới, mà đây là màng, đây là dưới màng tế bào đấy, chúng ta thấy là có các thụ thể ở phía trong màng tế bào, và đây là một quá trình tự động phosphorylin hóa để nó là tạo ra một chuỗi các dòng thác tín hiệu trong cái này đó, từ đây đấy, thì chúng ta cũng nắm qua cái này chút. Vậy một câu hỏi được đặt ra là chức năng của IGBA để làm gì? IGBA khi chúng ta sinh ra
và cả trong quá trình chúng ta lớn lên là một thành tố gắn liền với cuộc sống của chúng ta trên tế bào. Nó luôn luôn có. Ở cơ thể bình thường luôn luôn phải có cái này. Nó luôn luôn có, đấy là bình thường. Tôi nhắc lại, Ichiba là chúng ta muốn tồn, lớn lên, phát triển và duy trì sự phát triển của chúng ta, ổn định như chúng ta, thì bắt buộc phải có Ichiba. Ichiba là một cái thủ thể để tôi thắng đủ việc có ở các tế bào. Các tế bào. Và đóng một vai trò quan trọng. Tôi nhắc lại, đây là sinh lý bình thường nhé, chứ có liên quan gì đến bệnh nhân cả. Là Ichiba để giúp cho quá trình tăng sinh, tồn tại, tăng sinh tế bào đấy, tồn tại và biệt hóa các tế bào trong toàn bộ quá trình phát triển sinh lý bình thường, và lâu sau này người ta phát hiện ra nó cả trong quá trình bệnh lý nữa. Tí nữa chúng ta sẽ lưu ý đi sâu vào cái này. Và Ichiba bình thường nó là một cái thủ thể, một protein xuyên qua màng có 3 phần: phần nổi trên ngoài màng tế bào, phần xuyên qua màng và phần dưới màng tế bào. Nó sẽ được kích thích, nó sẽ được hoạt động bởi sự kích thích của rất nhiều các yếu tố tăng trưởng. Mình gọi là phối tử đó, yếu tố tăng trưởng là EGF đấy. EGF không có chữ R đấy, đây là yếu tố tăng trưởng, còn có chữ là thu thể yếu tố tăng trưởng. Bởi vì các yếu tố này gồm có rất nhiều thứ, đó là yếu tăng trưởng biến đổi alpha này, EGF này, beta, một loạt các đây, rất là nhiều chất. Tức là có rất trong EGF này có một dàn các cái yếu tố để có thể gắn được vào cái thủ thể EGF3 để làm kích thích, làm giúp cho tế bào tăng sinh, phát triển và tồn tại. Đó. Ví dụ thế là chúng ta sau khi anh Vinh anh mổ bệnh nhân muốn liền vết thương hoặc là nó tái tạo trở lại thì phải có EGF3 thì tế bào mới tăng sinh, phát triển và bồi phủ ở những chỗ rồi. Vớ vẩn, chính là thế. Và ngoài ra còn có một số cái kích hoạt khác nữa, mà đây là một cái sự phát triển liên quan đến sự phát triển và tiến triển nhiều ung thư. Đấy, và cũng là cơ sở để giúp chúng ta có những cái cơ chế để điều trị, tạo ra những cái chất ức chế các cái thủ thể EGF3 này. Đó, thế để chúng ta biết được là cái tóm lại EGF3 nó là một cái thành phần nó luôn luôn có trong cơ thể. Và nếu như nó không có gì thay đổi, nó không bị đột biến thì nó là một yếu tố tồn tại song hành cùng chúng ta và luôn luôn cần thiết cho chúng ta. Và chúng ta chỉ từ sau đây chúng ta chỉ nói khi nó bị đột biến thôi. Đó. Và tôi nhấn mạnh lại là EGF3 chỉ hoạt động được khi có các yếu tố tăng trưởng gắn vào nó trên các cái vị trí mà nó đã được chữa sẵn. Trong thực tế lâm sàng đã thấy có một số loại bệnh thì các cái EGF3 và các thụ thể của nó bị thiếu hụt rất rõ rệt. Đó là những bệnh như Alzheimer, bệnh sa sút trí tuệ, vân vân. Đó. Tức là bình thường nếu như cơ thể chúng ta bị thiếu hụt các cái EGF3 hoặc là các cái yếu tố tăng trưởng thì liên quan một số bệnh, trong đó người ta xác định rất rõ là cái bệnh Alzheimer. Đó. Nhưng khi nó tăng sinh một cách quá mức cái đột biến này, cái thụ thể này, thì liên quan đến sự phát triển của khối u, và mãi sau này người ta mới phát hiện ra cái chuyện này. Trước người ta không biết cái chuyện này, và chính vì sự phát hiện ra cái này và định nghĩa được nó, giá trị của nó, vai trò của nó và chức năng của nó, nên hai cái ông người nước ngoài kia đó đã được giải thưởng Nobel. Thế thì đấy là về mặt gọi là sinh lý, chức năng và cấu tạo của EGF3. Và ứng dụng lâm sàng là gì? Người ta thấy rằng nếu bây giờ chúng ta làm có một cách nào đó làm gián đoạn các cái tín hiệu, quá trình dẫn truyền các tín hiệu cũng như quá trình kết hợp của EGF3 với các thụ thể của nó, với các cái các phối tử của nó, và ngăn chặn bằng cách là ngăn không cho các thụ thể này gắn với các phối tử của nó, các cái yếu tố tăng trưởng đó, thì chúng ta có thể ngừng và ức chế được các cái hoạt động của các cái gen tyrosinase trong nội bào và có thể ngăn chặn sự phát triển khối u. Đây chúng ta đây là một vài lời mang tính lời lý thuyết thôi. Thì giờ chúng ta sẽ xem lại trong thực tiễn. Vậy thì chức năng của EGF3 đối với ung thư là gì? Lúc nãy giờ chúng ta đang nói là trên người bình thường. Và như chúng ta biết là ung thư là gì? Ung thư đấy là một quá trình tăng sinh, phát triển tế bào không thể kiểm soát được, và tế bào không chết theo chương trình, nghĩa là các tế bào bình thường sống một thời gian nào đó thì nó phải tự chết. Ví dụ là hồng cầu chỉ có 110 ngày chẳng hạn, sau đó là nó phải chết đấy, và nó có đặc tính di căn, vân vân. Tóm lại đối với ung thư thì đó là một quá trình tăng sinh, phát triển không có giới hạn và không thể kiểm soát được. Vậy thì làm thế nào để nó tăng sinh, phát triển và không có hiện tượng chết theo chương trình này? Chỉ duy nhất có một cái, đó là
Vậy một câu hỏi, cái gì làm cho tế bào ung thư có thể tăng sinh phát triển đó? Quá trình này được thực hiện bởi chính các yếu tố tăng trưởng và các thụ thể của nó, tức là bởi các EGFR và các thụ thể EGFR, EGF, tức là các cái thụ thể và các phối tử của nó đã làm cho quá trình này. Khi nó bị biến bị tổn bị đột biến. Tóm lại, EGFR là có hai quá trình chức năng, một là ở tế bào bình thường, ở cơ thể bình thường giúp cho quá trình phát triển tăng sinh phát triển đến một giới hạn và nó phải dừng thì đấy là bình thường. Nhưng khi mà quá trình các cái yếu tố tăng trưởng này bị thay đổi, bị biến đổi, bị thì nó sẽ làm thúc đẩy quá trình tăng sinh phát triển tế bào không kiểm soát được, đó là quá trình sinh ung thư. Đó. Và rất nhiều các yếu tố, trong đó có các yếu tố tăng trưởng tiểu bừ có thể kết hợp với các thụ thể, nhưng các thụ thể này phải bị đột biến hoặc bị điều chỉnh vì một lý do nào đó thì nó dẫn đến là ung thư. Và một điều rất không may, vừa là may vừa lại không may, là EGFR lại rất tồn tại rất nhiều, phát hiện rất nhiều các đột biến cho ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đấy cũng là lý do tại sao mà đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ, người ta sử dụng EGFR như là một cái vũ khí, vừa để chẩn đoán, vừa để là định hướng điều trị, đặc biệt là điều trị đích. Đấy, bởi vì người ta thấy là riêng ung thư phổi không tế bào nhỏ thì khi bị ung thư thì cái số lượng các đột biến EGFR này và các đột biến của thụ thể tăng trưởng biểu hiện là tăng lên một cách dữ dội. Và vì khi người ta phát hiện được chuyện này, người ta mới tìm mọi cách để làm sao ức chế cho quá trình đừng để các cái yếu tố tăng trưởng này nó phát triển, nó gắn, thì quá trình ung thư có thể được dừng lại. Đây là một cái con đường tín hiệu để chúng ta nhìn thấy. Đây là chúng ta thấy là cái sơ đồ, cái sơ đồ đây là màng tế bào, đây là phần ngoài bào đó, và đây là cái thụ thể EGFR, và đây là các cái chất gắn, ví dụ EGF, tức là cái chất mà khi mà nó gắn vào đây thì nó kích thích làm cho các cái dòng, các cái tín hiệu và truyền qua và sẽ tạo ra một dòng thác các tín hiệu để làm thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào. Còn nó rất là dài, chúng ta là các nhà lâm sàng thì chúng tôi sẽ nói ít qua cái này. Và đây tôi lấy ví dụ là đây các yếu tố EGF này, TGF vân vân, đó là các yếu tố tăng trưởng, yếu tố tăng trưởng. Khi nó gắn vào, nó gắn vào các thụ thể của nó, cái EGFR này này, thì khi mà bình thường EGFR này không có chất nào gắn thì tế bào ở trạng thái ngủ, trạng thái bình thường, không tăng sinh, không phân triển gì cả. Nhưng vì một lý do nào đó, khi có một cái lệnh nào đó và bảo tế bào bây giờ hãy tăng và phân chia lên, thì lập tức các cái yếu tố EGF và các yếu tố tăng trưởng này nó sẽ xuất hiện, nó được tiết ra và nó gắn vào các cái thụ thể EGFR này, và lúc này làm cho tế bào tạo ra một dòng thác các tín hiệu để tạo ra các tế bào, để tạo ra cái quá trình tăng sinh tế bào. Đấy là quá trình bình thường, quá trình bình thường đó, quá trình bình thường. Thế thì khi mà cái quá trình này được diễn ra một cách trơn tru thì nó không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy. Nhưng nếu như một số các cái chất này và rất nhiều các con đường tín hiệu của tế bào, đây chúng ta thôi, đây tôi nói một loạt với RAS, MAC, thì một loạt này chúng ta biết đây là các dòng thác, các dòng thác tín hiệu thôi, tôi gọi là chúng ta cũng đi qua cái này cho nó nhanh thôi, và mục tiêu chính chúng ta không đi sâu vào cơ chế phân tử. Để dễ hình dung hơn, chúng ta thấy thế này là các cái dạng đột biến bất thường của EGFR trong thư nếu ở tế bào bình thường thì các cái thụ thể EGFR này nó hoạt động khi có các cái phối tử gắn vào đây thì nó tạo ra các tín hiệu và làm cho quá trình tăng sinh nhân trên tế bào một cách bình thường. Đây là quá trình bình thường, và khi cần thì tế bào sẽ tăng thêm các cái thụ thể này, và đương nhiên khi ví dụ tế bào cần tăng sinh phát triển lên vì một lý do nào đó theo nhu cầu thì nó sẽ tăng các cái EGFR, các thụ thể này, và đồng thời sẽ có để gắn với tiếp nhận các cái thụ thể tăng trưởng và làm cho tế bào phân chia nhân lên. Đấy là bình thường. Nhưng nay vì một lý do nào đó thụ thể EGFR nó bị đột biến. Khi nó bị đột biến thì chúng ta thấy các cái yếu tố tăng trưởng này nó không cần nữa. Khi đột biến EGFR, đây là thông tin đặc biệt quan trọng, khi
cái EGFR này đi đột biến, các thủ thể này đi đột biến, thì nó không cần các yếu tố tăng trưởng gắn vào nó nữa, mà nó tự phát ra tín hiệu tăng trưởng. Đấy, cái đây điều mới là nguy hiểm, tự nó phát ra tín hiệu tăng trưởng làm cho tế bào tăng nhân phân chia lên và không có giới hạn. Đây là quá trình sinh ung thư đối với ung thư phổi, ung thư bào nhỏ. Tôi nhắc lại, khi EGFR bị đột biến, khi không bị đột biến thì nó muốn tăng sinh phát triển thì nó phải cần các cái yếu tố tăng trưởng EGF gắn vào thì nó mới hoạt động, còn nếu không gắn thì nó nghỉ. Nhưng nếu bây giờ nó bị đột biến thì nó không cần nữa, và nó tự tạo ra yếu tố tăng trưởng và kích thích tế bào nhân phân chia. Để dễ hình dung là như thế này. Đây, chúng ta sẽ hình dung là nếu như đây là bình thường, nó sẽ có các yếu tố tăng trưởng gắn vào đây thì quá trình phát triển lên. Nhưng nếu bây giờ không cần, và quá trình này phát triển đến một giới hạn nào nó sẽ dừng lại. Nhưng nếu bây giờ cái này bị đột biến thì nó sẽ làm cho tế bào đây chúng ta đấy, nó sẽ tăng sinh phát triển không chết theo chương trình, và tăng sinh mạch, tăng di căn, vân vân đó. Thế dựa trên cái cơ chế này, người ta mới thấy rằng là có thể sử dụng đặc tính khi nó bị đột biến thì chúng ta có thể ngăn cái quá trình này, ngăn quá trình sinh ung thư này bằng cách nào. Chúng ta xem đây, đây là một liệu pháp điều trị đích mà cơ chế chúng ta chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ được ứng dụng trong lâm sàng là thế này. Đây là một cái thủ thể EGFR, khi nó bị đột biến thì giờ chúng ta muốn làm bình thường mà chúng ta muốn toàn bộ quá trình tăng sinh tế bào này bị dừng lại thì tức là quá trình sinh ung thư, tế bào không nhân lên này, không phân chia này, và không chết, không quá trình này sẽ không bị không quá trình không tăng sinh tế bào này, không tăng tăng sinh mạch này, không chết theo chương trình này, và không di căn vớ vẩn. Muốn làm điều đó thì chúng ta làm việc rất đơn giản thôi ạ. Sử dụng một cái kháng thể đơn dòng gắn vào vị trí trên, nếu chúng ta gắn trên bề mặt của tế bào thì chúng ta phải sử dụng một kháng thể đơn dòng kháng lại EGFR gắn vào đây. Khi một kháng thể đơn dòng gắn vào đây thì nó ngăn không cho bất cứ một cái yếu tố tăng trưởng nào có thể tiếp cận được cái này, và nó cũng khóa luôn tất cả quá trình tăng sinh tế bào phía dưới đó. Điều đó có nghĩa nếu chúng ta sử dụng một cái kháng thể đơn dòng mà gắn trên bề mặt của tế bào, mà gắn vào cái thủ thể, cái phần nội ngoại bào đấy, phần nội trên bề mặt đấy, thì nó làm ức chế toàn bộ quá trình tăng sinh tế bào, quá trình phân chia của tế bào, quá trình nhân lên tế bào, quá trình tăng sinh mạch, quá trình chết theo chương trình, làm tế bào buộc phải chết theo chương trình và không quá trình di căn nữa. Quá trình này bị đình trệ, quá trình sinh ung thư bị ngừng lại. Đó. Như vậy chúng ta thấy là kháng thể đơn dòng nếu gắn ở trên bề mặt thì chúng ta gọi là các cái kháng thể đơn dòng gắn ở bề mặt tế bào. Nhưng cũng có một cách nữa, tí nữa chúng ta thấy là sẽ có các phân tử nhỏ, sẽ có một số là kháng thể đơn dòng có thể gắn ở trên này, nhưng có một số kháng thể đơn dòng không thể gắn được, thì người ta sử dụng một số thuốc gọi là phân tử nhỏ nó đi xuyên qua màng tế bào và nó gắn vào cái phần đuôi ở phía dưới của cái EGFR này, và nó đấy là cái phần mà gọi là các cái tyrosine kinase nó phần dưới màng tế bào. Như vậy thì các phân tử nhỏ này có trong phân tử bé, nó sẽ gắn vào phía dưới, dù là gắn trên của cái EGFR hay là gắn dưới của EGFR thì đều đưa đến một cái hiệu quả, một hệ quả tất yếu, đó là ngưng trệ toàn bộ quá trình tăng sinh tế bào, quá trình chết theo chương trình vân vân, hay là quá trình sinh sôi bị dừng lại. Như vậy chúng ta sẽ có hai cơ chế, một là ức chế phía bên ngoài bằng tế bào, các cái thụ thể gắn bằng kháng thể đơn dòng, hoặc là ức chế gắn vào các thụ thể gắn ở bên trong phía dưới của màng tế bào cũ của EGFR này, thì đều dẫn đến là quá trình ngưng trệ toàn bộ quá trình sinh ung thư phía dưới đó. Như vậy chúng ta sẽ có hai nhóm thuốc là kháng thể đơn dòng hoặc là phân tử nhỏ, đều cùng một tác dụng là ức chế toàn bộ quá trình sinh ung thư. Đây, như vậy đối với ung thư phổi không, đi vào cụ thể hơn, đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ
thì khi có đột biến thì cái protein này, cái thụ thể này sẽ tự phát thì tạo ra kích thích và không cần sự có mặt yếu tố tăng trưởng, và lúc này tế bào sẽ mất kiểm soát và theo tăng sinh vô hoàn bộ dẫn đến ung thư. Và cái thuốc của chúng ta như tôi vừa trình bày nó sẽ có hai cái, một là gắn vào cái thuốc gắn vào cái vị trí dưới này, này. Đấy. Để có thể cạnh tranh với các phân tử ATP hoặc là ức chế để từ đó dẫn đến là ức chế sự hình thành tín hiệu nội bào, tức là ngăn toàn một cái dòng các tín hiệu dưới này sẽ không xảy ra nữa và tế bào trở về hiền hòa và ngăn chặn sự phát triển của khối u. Đấy, như vậy là chúng ta đi kỹ hơn một chút là đột biến đi ra vào khi bị đột biến và khi chúng ta sử dụng các thuốc điều trị đích gồm có kháng thể đỡ dòng hoặc phân tử nhỏ thì chúng ta biết được cái cơ sở để dùng như vậy. Thì nó có một vấn đề rất đặc biệt mà cái này là liên quan ứng dụng lâm sàng, đó là khi bị đột biến thì chúng ta có rất nhiều cái đoạn về exome khác nhau 18, 19, 20, cái này trên EGFR đấy ạ. Thì từ những cái đột biến này ở những vùng này chúng ta sẽ có được sẽ có được những cái thuốc mà rất hiệu quả cho từng điều trị. Và ở đây chúng ta sẽ có hai vấn đề khi bị đột biến, trường đó là sẽ có những cái đột biến làm có tăng cái nhạy cảm thuốc, có cái làm kháng lại thuốc đó. Thì ở đây chúng ta thấy là sẽ có một số cái thông tin như thế này. Nếu đây là cái quá trình điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, chúng ta thấy là trước năm 2005 thì hầu hết tất cả các cái điều trị của chúng ta là sử dụng vào hóa trị, tức là điều trị kinh điển đấy, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đấy. Và sau này chúng ta thấy theo thời gian thì chúng ta thấy ngoài cái việc điều trị bằng các cái thuốc điều trị toàn thân hóa trị thì sau đó từ những 2010 trở ra thì bắt đầu chúng ta sử dụng các thuốc điều trị đích thì chúng ta nâng được cái thời gian sống thêm không bệnh tăng lên cao rất nhiều. Và từ đây mở ra một kỷ nguyên mới, đó là ngoài các phương pháp điều trị kinh điển chúng ta có các phương pháp điều trị đích. Và để điều trị đích thì chúng ta phải có các cái phát hiện các đột biến gen. Đây là cái mốc thời gian đó. Cứ phát hiện được cái đột biến gen ở đâu thì tương ứng phía dưới đó chúng ta sẽ tìm ra các thuốc tương ứng đó. Đây là một quá trình tiến hóa của quá trình phát hiện các cái đột biến gen và tương ứng chúng ta phát hiện ra các chúng ta tìm ra được các cái thuốc. Đây là thuốc các thuốc điều trị đích mà ở thế hệ thứ nhất sau sang thế hệ thứ hai và sau đó thế hệ thứ ba đó. Đấy, ví dụ là gefitinib, erlotinib, rồi sau là afatinib thế hệ thứ hai và osimertinib thế hệ thứ ba. Đấy. Và cũng tương tự thì cái tỷ lệ đột biến này có một điều thông tin rất đặc biệt là nó liên quan rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủng tộc. Thì rất may ở Việt Nam chúng ta là tôi làm một cái nghiên cứu đa quốc gia thì về phía Việt Nam tôi là trưởng cái sai này thì đột biến EGFR ở người Việt Nam là khoảng 64%, cao nhất trong tất cả các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và các nước ở khu vực châu Á thì có đột biến cao hơn rất nhiều các nước phía châu Âu và Bắc Mỹ. Tóm lại ở Việt Nam chúng ta một điều rất may cho các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ là có tỷ lệ đột biến EGFR cao nhất, và đấy là cơ hội cho các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ khi có đột biến EGFR để chúng ta điều trị đích cho bệnh nhân. Cũng tương tự như thế thì đây là các cái kết quả điều trị ở cái giai đoạn muộn, thì chúng ta thấy là khi chúng ta phối hợp với các thuốc điều trị đích này ở thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai này thì chúng ta thấy là tăng được cái hiệu quả điều trị lên rất rõ rệt. Và đây là một cái so sánh giữa điều trị bằng thuốc điều trị đích với là hóa trị, chúng ta thấy là có cái tăng tỷ lệ sống thêm rất là rõ rệt. Đấy, là hiệu quả điều trị tăng lên rõ rệt, chúng ta thấy là rõ rệt so với hóa trị. Đấy, chúng ta đây là cái tổng kết thôi. Đấy, và nhưng đây là một thông điệp gửi đến tất cả các bác sĩ lâm sàng, khi mặc dù nó rất hiệu quả như thế này, rất hiệu quả, tuy nhiên khi đã nói đến điều trị đích và điều trị miễn dịch thì đây là một thông điệp mà luôn luôn nhớ và luôn luôn phải giải thích bệnh nhân theo cơ chế như tôi đang nói, thì chỉ một thời gian sau sẽ có hiện tượng kháng thuốc. Kháng thuốc nó chỉ xảy ra với bệnh nhân này nhanh hay chậm, đấy là yếu tố thời gian. Chính vì thế trong thuốc điều trị đích bao giờ có rất nhiều thế hệ thứ nhất kháng, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, vân vân và vân vân. Khi kháng đến cả thế hệ thứ ba chúng ta phải chuyển lại phương pháp điều trị khác đó. Hầu hết đều có sự kháng, đều có sự tiết kiệm, tức là kháng lại thuốc đấy. Đấy, và thời gian có thể kéo dài khác nhau từ bệnh nhân, có thể bệnh nhân hàng năm sau, có thể 2 năm sau, có bệnh nhân chỉ vài tháng sau đã kháng.
đây là điều tất yếu nó sẽ xảy ra trong lâm sàng. Đó, do vậy mà việc đánh giá theo dõi nó là rất quan trọng. Có rất nhiều các cái con đường mà có thể dẫn đến là để kháng thuốc xảy ra khi khi mà thường điều trị đích ấy, thường là giai đoạn đầu đáp ứng rất thích, bệnh nhân bệnh nhân rất là happy, nhưng mà sau một thời gian nó kháng kèm theo là tiền cũng ít đi thì cái happy đó giảm dần. Đó là gọi là cái lộ trình tất yếu của cái việc điều trị đích. Do vậy mà chúng ta phải có một chiến lược, tí chúng ta sẽ trao đổi về chiến lược điều trị như thế nào để làm sao mà lúc nào bệnh nhân cũng phải happy. Đó, thì ở đây có rất nhiều cách, là có rất nhiều các bệnh nhân đây, ví dụ đây là bệnh nhân có đột biến G3 tế bào. Sau đó thì chúng ta bắt đầu điều trị thì bắt đầu xuất hiện một số các cái tế bào có các đột biến gen, cụ thể là một cái đột biến gen thì nó chúng ta đề cập là đột biến G3, và cái đột biến T79M là một cái đột biến gen mà xuất hiện sau khi chúng ta điều trị bằng thuốc điều trị đích một thời gian. Khi mà có thuốc điều trị đích này thì nó sẽ dẫn đến một hiện tượng đó là kháng thuốc và chuyển giảm tế bào. Đấy, cái điều rất nguy hiểm cho nó. Đấy, tự nó tạo ra, hay nó khác là tế bào ung thư là tế bào đặc biệt thông minh. Chúng ta bắt đầu lúc mới vào chúng ta nệm vào một thời gian, bắn dùng súng rồi thuốc điều trị đích các thứ đó, nó ngáp ngáp một thời gian, sau đó là tự nó tìm ra một thuốc để kháng lại, nó tạo ra cái gen khác để kháng lại thuốc đó. Đây, đột biến gen này này. Đấy, và trong số rất nhiều các cái đột biến gen mà kháng thuốc thì T79M chiếm lên khoảng trên một nửa, còn lại các đột biến khác, MET để các cơ vật thì ít hơn. Và như vậy trong thực hành lâm sàng người ta hay sử dụng đột biến gen kháng thuốc T79M là chính. Sau này một số các bệnh nhân khó chúng tôi đã làm lên MET và H2 vân vân để chúng ta thấy được là ứng dụng lâm sàng là xác định đột biến G3 và xác định đột biến gen kháng thuốc T79M. Tôi đang nói ứng dụng lâm sàng. Đây là một vài kết quả về nghiên cứu. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là kết quả nghiên cứu của các tác giả. Thì chúng ta thấy là đột biến, tần suất xuất hiện các đột biến gen kháng thuốc T79M tùy theo tác giả thường là trên 50% đến 60% trở lên. Đấy, chúng ta thấy là rất là lớn đấy. Như vậy hơn một nửa bệnh nhân sau điều trị sẽ xuất hiện kháng thuốc. Đó. Nhiệm vụ chúng ta là phải xác định được có đột biến này không. Vậy thì cơ chế nào tạo ra sự kháng thuốc đó? Đây, đây chúng ta đây là cái mô hình vẽ cho nó oai thôi, nhưng mà thực chất nó sẽ cho đến thời điểm bây giờ là có hai giả thuyết để làm dẫn đến cái sự đột biến này. Đấy, ngăn mà bản chất là ngăn cái việc không cho cái các cái kháng thể đơn dòng phân tử nhỏ gắn vào cái receptor để mà ức chế toàn bộ quá trình sinh ung thư. Nó tạo ra một cái đột biến gen khác để làm ức chế của quá trình đó. Vậy ức chế nó có như thế nào? Thứ nhất, có thể đấy là ngăn cản cái việc gắn của cả cái thuốc kháng, tức là kháng thể đơn dòng hoặc phân tử nhỏ vào cái receptor, vào cái EGMA. Thì cái đột biến này nó có bằng cách là cái methionine này nó thay thế threonine ở cái vị trí acetamine số 700 trên thôi, cái này chúng ta biết thôi, và dẫn đến là làm thay đổi cái không gian chỗ cái receptor ấy và làm giảm sự gắn kết của các thuốc kháng lại với EGMA. Đấy, tức là lúc này EGMA là đúng vai trò kháng nguyên và cái thuốc đóng vai trò kháng thể ấy, kháng thể bằng phân tử nhỏ đấy gắn vào đây thì nó ức chế làm méo, dùng như ổ khóa bây giờ nó làm méo mất đi, và kết quả là cái thuốc chúng ta đưa vào, cái thuốc kháng thể nó dòng phân tử nhỏ đưa vào không gắn được. Cái này được hiểu giống như là một cái ổ khóa, EGMA giống như là cái ổ khóa. Bây giờ ông T79 mà ông lấy dùi ông đục cũng làm nó méo méo luôn cái ổ khóa này, và giờ chìa khóa của chúng ta là kháng thể đơn dòng hoặc phân tử nhỏ đó đưa vào không đút được nữa, và không đút được nữa thì lúc này tế bào lại tự tăng sinh, tự phát triển, là quá trình ung thư lại phát triển và tăng sinh. Đấy là quá trình tái phát. Đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là tăng ái lực kết hợp với ATM. Ở đây là các cái thuốc phân tử nhỏ ở thế hệ thứ nhất, Taxeva, Irexa là hai thuốc này đây này, thì nó có thể cạnh tranh rất đói lòng khi mà bị đột biến nhá, nó làm cho cái này này cạnh tranh gắn với ATM ở vùng kinasa, tức là vùng dưới nội bào đấy, mà khi mà nó gắn vào như thế thì nó làm giảm khả năng kết hợp với cái vị trí gắn của phần dưới màng tế bào đấy, của cái thụ thể của TKI ở màng tế bào đấy. Thì điều đó có nghĩa là gì?
các cái thuốc phân tử nhỏ hoặc là các phân tử dòng sẽ không là yêu ông ATM, ATP xin lỗi, ATM, ATP hơn là vào cái thụ thể của TKI. Đấy, chúng ta thấy là kết quả là gì? Tế bào được giải phóng, các cái đột biến này được giải phóng và quá trình tăng sinh ung thư là phát triển. Đấy là cơ chế của cái kháng thuốc khi có đột biến T790M. Đó. Vậy thì xác định cái đột biến IGMA bằng con đường nào? Chúng ta có hai con đường. Con đường thứ nhất là trên mẫu mô và qua sinh thiết, thầy Vinh mổ xong đưa ra giải phẫu bệnh. Đấy là cái mẫu mô đó, hoặc là qua sinh thiết, qua vân vân, hoặc là qua xem block. Còn một con đường nữa là qua huyết tượng, IGMA huyết tượng. Thế thì con đường sinh thiết thì tôi không nói ở đây vì nó rất là đơn giản, cứ lấy mẫu 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 bệnh phẩm xong đưa lên và chúng ta xác định qua quy trình sẽ xác định được cái đột biến. Bây giờ ta nói về độ xác định IGMA trong huyết tương. Câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có thể xác định được IGMA trong huyết tương? Lý do rất đơn giản là thế này. Các cái tế bào ung thư từ một khối u nào đó, và chúng ta biết trong tế bào ung thư thì có rất nhiều tăng sinh mạch máu, đúng không ạ? Và sẽ có những tế bào, những mẫu nguyên đoạn tế bào thì nó sẽ bong lóc ra và rơi vào trong tuần hoàn. Đó chính là các cái mẫu ADN có nguồn gốc từ tế bào ung thư chết hoặc là được giải phóng. Đó là những cái mảnh, những cái mẫu của ADN của tế bào ung thư nó được bong lóc và nó được đi vào trong dòng tuần hoàn, đi vào trong dòng tuần hoàn. Và chính chúng ta lấy máu, cụ thể là chúng ta lấy huyết tương của cái bệnh nhân này, là chúng ta để xác định cái DNA của tế bào ung thư trong huyết tương của bệnh nhân. Và đấy chính là cơ sở để xác định đột biến IGMA. Đó, chúng ta hình dung câu chuyện nó đi là như thế. Thế thì xét nghiệm này để làm gì? Giúp đánh giá sự theo dõi động học của khối u, đánh giá đáp ứng điều trị, đánh giá sự tồn lưu của bệnh và đánh giá sự phát triển của tình trạng kháng thuốc. Tóm là follow up bệnh nhân. Follow up bệnh nhân bằng cái này. Đấy. Và bởi vì sẽ có một số bệnh nhân là chúng ta đã mổ mất rồi, khối u mổ rồi, nó chẳng còn nữa. Và khi không còn nữa thì sau một thời gian điều trị thấy nó kháng, chẳng biết lấy cái gì cả, thì chúng ta lấy máu bệnh nhân để xác định cái đột biến gen trong huyết tương nếu còn, và đặc biệt là xác định các đột biến gen kháng thuốc T790 trong huyết tương, thì nó sẽ giúp cho quá trình chẩn đoán tái phát và quá trình điều trị. Đó, ưu điểm cái này chúng ta biết thôi, lấy máu thì dễ, ưu điểm của huyết tương rất là dễ lấy, đúng không, và an toàn cho người bệnh, không phải sinh thiết gì cả. Đấy, đấy nhược điểm là độ nhạy, độ chính xác sẽ thấp hơn so với mẫu huyết tương và mẫu sinh thiết, đó là điều chắc chắn. Và nó tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, cái giai đoạn bệnh mà càng toàn phát càng nhiều thì càng số lượng các cái mảnh ADN trong máu bệnh nhân sẽ càng nhiều thì sẽ định lượng sẽ chính xác hơn, nhưng ở giai đoạn sớm có thể chả thấy, đấy là âm tính giả hoặc là ít quá không thể thấy gì cả. Đấy, đấy, đúng rồi. Cái này có rất nhiều yếu tố làm dẫn đến sai số, và người ta thấy nó khoảng giữa đồng thuận giữa mẫu huyết tương và mẫu mô khoảng 60% thôi. Như vậy là chúng ta thấy là cái IGMA này rất thuận lợi, nhưng mà nó cũng chỉ có một giới hạn nhất định thôi, cũng giống như chúng ta làm cell block đấy. Đấy, giữa bậc sinh thiết với lại cell block trong dịch màng phổi chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng tương tự như thế. Đấy, thì đây là một số cái, thì cái này thì chúng ta tôi sẽ lướt qua cái này vì cái này là sẽ liên quan đến các bạn ở trong lâm sàng cũng tương tự như thế. Đấy, thì cái này liên quan đến cái ý nghĩa của xét nghiệm như là trong việc theo dõi bệnh, chúng ta thấy là có thể là bắt đầu điều trị trong một thời gian tiến triển bệnh, đó tiến triển bệnh. Đấy, thế thì làm nào để xác định được cái này, chính là sử dụng cái xét nghiệm đột biến IGMA trong mẫu huyết tương, chúng ta có thể thấy được. Đấy, khi mà bệnh tiến triển thì cái này sẽ đặc biệt là các cái gen kháng thuốc. Đó. Đây là một số các kỹ thuật. Đấy, cái này thì chị đã, nếu chúng ta quan tâm thì hiện nay chúng ta chưa có, nên một số kỹ thuật thôi. Đấy. Có rất nhiều các loại mẫu để có thể đấy gì để mà xác định đột biến IGMA, có thể đó là từ cái tiêu bản phẫu thuật, từ các mẫu mô cho sau quá trình phẫu thuật, hoặc là rồi chúng ta có thể sinh thiết rồi vân vân, chúng ta có thể lấy được rất nhiều con đường khác nhau. Đấy. Đấy. Rất nhiều con đường khác nhau.
để chúng ta, hoặc là chúng ta có thể làm theo cell block. Cái này Bạch Mai cũng là nơi đầu tiên làm cell block đấy. Đấy, thì chúng ta lấy dịch xong đó chúng ta làm thực quá trình dẫn chung thì vẫn có thể làm, chúng ta vẫn có thể xác định được cái ý cho vào ở một các cái cell block này, cũng là một cách đấy. Đấy. Và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình xác định EGFR ở trong bốn cái tượng. Thôi cái này chúng ta mình biết thôi. Đấy, mình biết nhanh cái này. Và có nhiều yếu tố ảnh hưởng, đó có thể là chất bảo quản, thôi cái này dành riêng cho, hoặc là quá trình ly tâm xử lý mẫu không được tốt thì cũng thể là ảnh hưởng đến cũng làm sai số đấy, hoặc là nhiệt độ, thời gian, hoặc là cái quy trình vân vân. Thì tất cả những cái này thì chúng ta cũng đi lướt qua. Thì ở đây hiện nay Bạch Mai cũng là một trong cơ sở đầu tiên xác định EGFR trong huyết tương. Cái thảo là đầu tiên đó, tôi là cho triển khai kỹ thuật xác định mẫu huyết tương đầu tiên trên bệnh nhân ung thư phổi. Tôi nhớ là ung thư phổi làm đầu tiên, ung thư phổi không thể vào nhỏ, cũng là làm đầu tiên cái mẫu huyết tương. Sau đó là làm việc với Bộ Y tế xây dựng danh mục kỹ thuật. Hiện nay chúng ta thấy danh mục kỹ thuật mà các đột biến gen, tất cả loại đột biến gen mà Bộ Y tế là phê duyệt đấy, mà Bộ Trưởng Thí là chính chúng ta làm tại Bạch Mai. Sau đó làm việc cơ quan bảo hiểm và tất cả các đột biến này hiện nay bảo hiểm đã chi trả, cũng là làm từ mình về Bạch Mai. Đó. Đây là một số các kết quả chúng ta biết thôi. Cái này thì chúng tôi cũng giới thiệu thôi để chúng ta biết được là đấy. Như vậy là tôi đã dành một khoảng thời gian tương đối để nói về cái vai trò giá trị của đột biến EGFR trong ung thư phổi không thể bỏ nhỏ. Bây giờ chúng ta dành một chút thời gian, ít thời gian nói về vai trò và lợi ích của xét nghiệm các đột biến gen của họ RAS. RAS thì gồm có cây RAS, NRAS và BRAF đấy. Trong điều trị ung thư đại trực tràng, vì thời gian ngắn và cũng theo yêu cầu thì chúng tôi chỉ chọn hai loại bệnh là bệnh ung thư phổi không thể bỏ nhỏ, EGFR trong ung thư phổi không thể bỏ nhỏ và ứng dụng của nó, và hai nữa là các cái họ nhà RAS, các đột biến của gen họ nhà RAS trong điều trị ung thư đại trực tràng, và là hai cái nhóm bệnh mà ứng dụng lâm sàng nhiều nhất. Thế thì đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người hỏi, RAS là cái gì? EGFR rất là dễ hiểu, đi ra là nó viết tắt từ những chữ cái tiếng Anh, cứ thế mà dịch thôi. R là receptor chẳng hạn, đủ thế. Thế thì RAS, đây đây cái từ này đây chính là từ tiếng Anh đây. Thế tại sao lại có cái từ này? Đây thì một điều rất buồn cười, hai cái gen RAS, RAS đầu tiên là HRAS và KRAS, yeah, có chữ H và chữ K này, thì được xác định bởi ông Skolnick. Ông nghiên cứu về hai loại virus gây ung thư, đó là virus HIV, sarcoma. Đây, H, HIV. Vì thế ông lấy chữ H, đầu tiên có chữ H cái đã, nha. Và virus sarcoma, đây, và có chữ K đây. Đấy, đầu tiên là xuất hiện cái chữ K, H và chữ K. Đó. Những cái virus này, đầu tiên là hai cái nhà, hai cái ông này phát hiện đấy. Và ông phát hiện và người ta đặt tên luôn cho tên của ông luôn đấy. Và vào những năm 60 ở chuột, trường 60, và vì thế người ta đặt một cái tên RAS đây, và chữ S gì đây, Sarko đó. Và RAS là, và một cái đấy là hai gen đầu tiên nhé, RAS, cây RAS, HRAS này, và một cái gen nữa, gen thứ ba sau đó được phát hiện cũng được đặt tên NRAS. Như vậy họ nhà RAS, gen RAS cùng có ba nhóm, ba loại, một là HRAS, NRAS và KRAS, và được tạo thành từ khoảng 188 đến 189 acetamin. Đây là nhóm các gen sinh thư phổ biến nhất ở người, ở người của các loại nói chung đấy. Đấy, chúng ta lưu ý là như vậy. Và người ta thấy có khoảng 1/3 các ca ung thư chẩn đoán mỗi năm là có đột biến gen của họ nhà RAS này. Đấy. Ví dụ trong ung thư tụy là 95% là có cái đột biến của hệ RAS, khoảng 45% ung thư đại trực tràng là có đột biến này. Đấy. Và chúng ta thấy là tỷ lệ đột biến khỏi nhà RAS này thì KRAS chiếm khoảng 85% các loại ung thư, và NRAS và KRAS thì ít thôi. Như vậy
trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ nói nhiều với KRAS. Vậy như vậy chúng ta thấy có một vài nét là KRAS. KRAS này nó chả liên quan với từ gen dùng cái mà nó từ phát hiện từ những con virus thôi. Đấy là chúng ta thấy hình dung thấy nhá, về KRAS đây là toàn mà ta đặt chúng ta cứ nghe theo thôi. Cái cơ chế của nó là thế nào? KRAS thì chúng ta biết được là đối với ung thư đại trực tràng gen họ nhà RAS ấy, thì nó là có bản thân nó cũng là một cái protein. Đấy. Và nó có một cái receptor. Bản thân nó là một cái thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì. Đấy. Ở đây. Và chúng ta thấy và phía trên bề mặt tế bào nó sẽ có một cái thụ thể để gắn với các yếu tố tăng trưởng. Tức là cái cơ chế vẫn giống thế thôi, không có gì đặc biệt cả. Đây là một cái dòng thác các tín hiệu trong tế bào. Và chúng ta sẽ thấy nếu như khi mà cái gen này, các cái protein này này, nó sẽ là nơi tiếp nhận các cái tín hiệu tăng trưởng. Đấy, giống như bên EGFR. Không có gì, cơ chế không có gì khác nhau cả. Đấy, vẫn phải có cái yếu tố tăng trưởng rất nhiều như tôi đã kể rồi đấy. Khi nó gắn vào đây thì bình thường các tế bào này sẽ tăng sinh phát triển và để cho tế bào chúng ta lớn lên. Đó. Nhưng khi nó bị đổi biến, khi nó bị đổi biến, chúng ta nhớ là chỉ có khi bị đổi biến thôi, chúng ta chỉ làm việc theo biến, thì lúc này tế bào các cái thụ thể này nó không cần các yếu tố tăng trưởng nữa và nó cũng tự tạo ra quá trình tăng sinh tế bào. Đấy, tế bào tăng biệt hóa làm cho tế bào tăng sinh mạch máu, tăng chết theo không thoát, chết theo chương trình, tăng quá trình di căn, tóm lại là quá trình sinh ung thư ở đây sẽ sinh ra trong nội bào. Đó, sinh trong nội bào. Đấy, thì đấy là cái quá trình mà khi nó bị đột biến nó sẽ làm như thế. Vậy chúng ta điều trị bằng cách nào? Đó, bình thường chúng ta thấy đây, khi mà chúng ta có cái, đây là cái hình mà tôi đã nói từ lúc nãy rồi đấy. Đấy. Thì cái cơ chế thì tôi nói rồi, nếu sử dụng kháng thể đơn dòng mà gắn vào cái vị trí của receptor này thì nó ức chế toàn bộ quá trình tăng sinh phía dưới, quá trình sinh ung thư phía dưới. Đó, chúng ta hình dung như thế, đấy, bình thường như thế. Như vậy là nếu bây giờ chúng tôi sử dụng cái kháng thể đơn dòng kháng lại EGFR liên kết với chủ thể này thì nó làm chậm ức chế. Nhưng chúng ta là thế này, nhưng đối với gen KRAS, NRAS hoặc là nó khi đột biến thì tự hình thành các tín hiệu nội bào, và khi nó đã có hình thành ở trong nội bào rồi thì chúng ta sử dụng kháng thể nó dòng này không còn ý nghĩa nữa. Như vậy là nó ngược với trường hợp bên kia, và như vậy thì chúng ta thấy là gì, là nó sẽ, nếu chúng ta sử dụng các kháng thể nó dòng gắn vào đây vô nghĩa, vì nó chả tác dụng. Như vậy đối với những trường hợp ung thư đại trực tràng khi có đột biến các cái gen KRAS, NRAS, BRAF này thì chúng ta không sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng nhá, ngược lại đó. Và đối với điều trị ung thư thì hiện nay thì đây là các phương pháp điều trị ung thư đại trực tràng, thì nữa chúng ta sẽ quay lại cái phần này. Đấy, thế thì hiện nay đây chúng ta sẽ hình dung nó như thế này, là chúng ta dễ hình dung nhất, đây là tôi tổ hợp là cả EGFR lẫn cả KRAS, NRAS. Đây là màng tế bào, đây là một cái thụ thể mà ở bên ngoài màng tế bào, và đây là cắm ở trong lòng trong ở màng tế bào, đây là phần đuôi ở phía dưới, và toàn bộ quá trình là quá trình sao chép ADN, ARN. Chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta sử dụng các kháng thể đơn dòng gắn vào đây, đấy là ức chế ở ngoài màng tế bào, ức chế ở đây, đấy giống như là chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng thể đơn dòng mà dùng trong điều trị đích ung thư phổi hoặc là ung thư trực tràng đấy, ung thư đại trực tràng, thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ cái quá trình sinh ung thư phía dưới này, quá trình tăng sinh phát triển rồi di căn vân vân,
Còn nếu chúng ta sử dụng các phân tử nhỏ và đi xuyên qua màng tế bào và gắn ở phía dưới này, gắn phía dưới ở màng tế bào, cái phần thò dưới màng tế bào ấy, thì nó cũng ức chế toàn bộ quá trình sinh sinh ở phía dưới. Đấy là liệu pháp nam trung đích trong thử gồm có hai nhóm đó. Như vậy phân tử nhỏ mà có cái đuôi là nip, gefitinib, lenvatinib chẳng hạn, hoặc là các thuốc kháng thể đơn dòng ví dụ là bevacizumab, rituximab, đấy thì nó là gắn ở bên ngoài, cái này gắn bên trong. Đó. Đây là một số các thuốc điều trị đích mà sử dụng trong lâm sàng. Đây là hoạt chất, đây là biệt dược. Đấy, những cái mà map này, rituximab này này thì nó là gắn ở bên ngoài tế bào. Mà cái đích của nó chính là cái vi chất EGFR, tức là cái thụ thể đấy. Còn tất cả các đôi nít này, erotinib, gefitinib, sorafenib và imatinib và osimetinib, afatinib vân vân. Tất cả này là các phân tử nhỏ và đây là các cái thụ thể mà nó sẽ gắn. Đấy, ví dụ thế, ví dụ osimetinib chẳng hạn là cho những loại đột biến gen, tức khi bệnh nhân có bị đột biến gen kháng thuốc thì bảy chín mươi chín dùng thế này. Đó, người ta dùng thế. Thế thì ví dụ trong thư đại trực tràng chúng ta có một cái thuốc là cetuximab. Cetuximab là thuốc đầu tay trong điều trị ung thư đại trực tràng bằng thuốc điều trị đích. Đấy, thế thì khi mà chúng ta cái gen này không bị đột biến, khi đột biến thì bình thường nó sẽ kích hoạt tế bào bằng cách là các yếu tố tăng trưởng sẽ gắn vào đây và nó làm cho tế bào tăng sinh phát triển ung thư vân vân. Nhưng nếu bây giờ nó vẫn không bị đột biến thì tôi dùng một cái kháng thể đơn dòng, tôi gắn vào đây thì làm cho cái yếu tố tăng trưởng không có cơ hội để gắn vào đây nữa và tự ức chế toàn bộ quá trình tăng sinh tế bào phía dưới này. Nếu với điều kiện là cái gen này không bị đột biến thì cái cetuximab mới gắn được vào đây. Khi đột biến nữa thì chúng ta không sử dụng cetuximab được nữa, mà lúc này nó sẽ tự cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến cái nhóm KRAS này, nhóm RAS này này, thì lúc này nó sẽ tự tạo ra các cái yếu tố tăng trưởng tự kích hoạt các tế bào tăng sinh, tế bào sinh ung thư cái này, và lúc này thì nó không cần nhận các cái lệnh tín hiệu mà ức chế của cetuximab hoặc là cái yếu tố tăng trưởng nó. Như vậy đối với ung thư trực tràng đường tiêu hóa nói chung mà có đột biến gen RAS, cụ thể là cái RAS chẳng hạn, thì chúng ta không sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng. Chỉ có khi nó không bị đột biến, cái nhóm ung thư mà không có ung thư đại trực tràng mà có gen này nhưng không bị đột biến thì chúng ta mới sử dụng kháng thể đơn dòng. Tóm lại ung thư đại trực tràng sẽ có hai nhóm, một nhóm bị đột biến và nhóm bị không bị đột biến. Thì nhóm không bị đột biến chúng ta mới sử dụng kháng thể đơn dòng. Nhưng mà còn khác với lại ung thư phổi, ung thư bao nhỏ chỉ có một loại thôi, là khi đột biến thì tôi mới dùng. Đó. Đấy là một số các cái kỹ thuật xét nghiệm tại bệnh Bạch Mai và các cái phương pháp mà lai đồ dò PCR vân vân. Cái này thì thực ra một cái máy này cũng không phải là khó lắm đâu, nếu mà đầu tư là tôi nghĩ là hoàn toàn được. Đấy, một chút thời gian tôi dành một ca giới thiệu một ca lâm sàng tại bệnh viện Bạch Mai. Một cái bệnh nhân này bị ung thư phổi không tế bào nhỏ và khi đến với chúng tôi được chẩn đoán là đã ung thư phổi phải không tế bào nhỏ bởi một tuyến, có di căn não và bệnh nhân này bị chèn ép nên đã phẫu thuật lấy u não và phẫu thuật ra đúng là ung thư biểu mô tuyến di căn lên não. Tóm lại đây là ung thư phổi mà đã di căn lên não đó và có xác định đột biến EGFR ở exon thứ 19. Đây là thông tin từ người bệnh, đây là hình ảnh CT đó và đây là hình ảnh tổn thương di căn ở não và bệnh nhân này được chẩn đoán là do là bốn di căn não bao ổ và mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến có đột biến EGFR ở exon thứ 19. Và bệnh nhân này chúng tôi là sau khi mổ xong thì chúng tôi xào phẫu bằng dao gamma quay và xào phẫu bằng dao gamma quay và điều trị đích với erlotinib taxima irexa đó, thì chúng ta thấy câu chuyện nó sẽ như thế này. Đây là quy trình xà phẫu, bệnh nhân được điều xà phẫu 1, 2, 3 ổ đây. Ba ổ, gồm 3 cái vị trí khác nhau. Và 3 cái hướng lập kê xạ trị thôi. Đấy. Đây là lập trước điều trị. Chúng ta sau điều trị với erlotinib 14 tháng. Đấy, hoàn toàn biến mất. Làm PET CT âm tính hết. Và đây là trước điều trị. Và sau điều trị chỉ còn giải sơ thôi. Đó, sau 14 tháng. Và đặc biệt là sau xạ phẫu và
toàn bộ khối u não di căn bao biến mất hoàn toàn. Như vậy ở bệnh nhân này nó có một điểm đặc biệt, đây trước tổn thương này sau không còn nữa. Như vậy ở cái bệnh nhân này ấy, chúng ta thấy là chúng ta đã sử dụng một cái kháng thể một cái thuốc phân tử nhỏ elotinib đơn chất cộng với điều trị tại chỗ là xạ phẫu hoặc do gamma quay, thì một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn não, chúng ta hình dung nhá, thì sau 14 tháng đó khối u ở não hoàn toàn biến mất và chúng ta sử dụng thuốc điều trị đích kết hợp, thì hai cái, một là điều trị toàn thân theo cơ chế điều trị đích và điều trị tại chỗ bằng xạ phẫu do gamma quay, thì bệnh nhân đã đáp ứng hoàn toàn. Đấy, thế thì rất vui bệnh nhân này đang còn sống sau nhiều năm. Thì chúng tôi có những bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 ấy, 6 7 8 9 5 vẫn còn đến bây giờ. Đấy, chúng ta thấy là nếu như trước khi ung thư phổi di căn và di căn lên não hoặc những phần xương thì thường phải kết thúc nhanh. Đấy. Và một đồng nghiệp, có những đồng nghiệp của chúng tôi là hình như là có làm ở có làm ở bệnh viện chỗ ở Bến Hồi đấy. Anh chuẩn bị nghỉ hưu thì phát hiện ra một khối u phổi phổi trái thì phải, và đã có chỉ định phẫu thuật. Sau đó thì anh Luận là trưởng khoa thận nhân tạo, thận đúng rồi, có gặp tôi và gặp tôi. Cuối cùng là chúng tôi sử dụng hai kỹ thuật thôi. Một là xạ trị vào cái vùng đó, hồi đó mới bắt đầu PET CT về xạ trị điều biến liệu bằng PET CT và cùng với hóa chất và cũng đơn giản thôi. Thì sau đó là sau 6 tháng nó biến mất hoàn toàn và hàng năm theo dõi thì được khoảng 10 năm sau đó anh mất, thì không phải vì ung thư mà lại vì một bệnh khác. Đấy, điều đó một câu chuyện dẫn đến là thế này: đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ và thậm chí di căn, nếu chúng ta sử dụng phương pháp điều trị đúng, chẩn đoán đúng, có đột biến gen và chúng ta có phương pháp điều trị đích cộng với lại các phương pháp điều trị tại chỗ hợp lý thì vẫn có thể lưu bệnh hoàn toàn. Đấy, và thời gian ngắn dài thì còn theo số trời nữa. Đấy, nhưng mà sau 5 năm với những bệnh nhân giai đoạn 4 như chúng tôi vẫn gặp khá nhiều. Đấy, và một hình ảnh là 2010 lần đầu tiên ở Việt Nam chúng tôi thành lập một cái đơn vị gen trị liệu, trong đó một nửa phần là sinh học phân tử để chẩn đoán, một phần là để điều trị. Thì hiện nay đây là đơn vị đầu tiên trên ở Việt Nam và cũng là đơn vị này cũng là nơi một trong nơi đầu tiên xác định, thành lập và triển khai các kỹ thuật xác định các đột biến gen trong bệnh nhân ung thư và một số bệnh khác, đặc biệt trong ung thư. Và chúng tôi đã góp phần giúp cho Bộ Y tế xây dựng cái danh mục kỹ thuật các đột biến gen và danh mục bảo hiểm y tế. Hiện nay các đồng nghiệp yên tâm là các kỹ thuật đột biến gen này đều được bảo hiểm chi trả. Đó, thế thì ngắn gọn lại thì có thể nói là sinh học phân tử đã đóng một vai trò có thể không thể thay thế được trong giai đoạn sau này. Đấy, chúng ta vẫn phải tôn vinh các kỹ thuật điều trị hiện hữu không thể thay thế được, đó là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị nội tiết vân vân. Chúng ta có thêm một là các kỹ thuật sinh học phân tử để giúp cho điều trị đích và điều trị miễn dịch. Đó. Và trên các xét nghiệm này thì hoàn toàn có thể làm được bất cứ chỗ nào nếu có một phòng xét nghiệm labo sinh học phân tử. Vì hóa chất kit là rất là sẵn, cây RAS. Hiện nay chúng ta nói về EGFR và RAS thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một đóng góp thực hành lâm sàng rất là lớn. Và hy vọng là trong tương lai không xa thì Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng sẽ có được những cái ứng dụng này cho người bệnh, và tôi nghĩ sẽ là một cái điểm nhấn cho đồng bằng sông Hồng và đặc biệt là vùng ven biển. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em mình. Và bài của tôi đến đây là hết. Bây giờ chúng ta sang cái phần chia sẻ thông tin và trao đổi.